Tuy không được đoàn tụ bên gia đình và người thân trong dịp Tết đến xuân về, nhưng sự quan tâm chu đáo của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cả về vật chất và tinh thần giúp cho hơn 470 học viên vơi bớt nỗi nhớ nhà, yên tâm cai nghiện. Để chăm lo cho học viên đón Tết đầm ấm và ý nghĩa, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh chuẩn bị lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu đặc trưng của ngày Tết. Năm nay, các hoạt động dành cho học viên những ngày Tết được tổ chức với các nội dung phong phú như thi bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng, trang trí phòng ở, thi viết báo tường và các hoạt động thể thao như bóng chuyền, kéo co và chương trình văn hóa văn nghệ tạo không khí đón Tết ấm áp. Được sự quan tâm của cơ sở cũng như cán bộ thì cũng tạo điều kiện cho anh em học viên rất yên tâm, tư tưởng chữa bệnh và thoải mái và cũng quan tâm đến đời sống của học viên. Đặc biệt là cái Tết này cũng tạo điều kiện hết mức cho anh em để ổn định tư tưởng, thoải mái đón Tết. Nữ học viên chúng tôi ở đây thì chỉ làm ở ngoài thôi, đi quét dọn sân trường này, ở trên cơ sở, ở trên hành chính và nhờ những cái chỗ khác. Nữ chúng tôi thì làm ở ngoài và thời gian cũng không khắt khe bằng ở trong xưởng như các bạn nam. Cuộc sống ở trong này thì lâu thì cũng không phải là lâu, mà nó chỉ là một thời gian ngắn nên là mình cũng cố gắng để cho nó cuộc sống đỡ áp lực đi thôi. Còn ai cũng mong muốn là Tết này được về nhà sum họp với gia đình. Để tổ chức các hoạt động cho học viên trước, trong và sau Tết, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và lịch trực của cán bộ, nhân viên để vừa tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vừa quản lý chữa bệnh, tư vấn, động viên học viên yên tâm, vui vẻ đón Tết. Cơ sở cai nghiện ma túy đã tổ chức Tết cho học viên. Thì trước hết là cơ sở đã tăng cường công tác chăm sóc y tế cho học viên để đảm bảo sức khỏe cho học viên và đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Tổ chức cho học viên là gọi điện về cho gia đình để thăm hỏi chúc Tết gia đình và cũng là tạo cái gắn kết giữa gia đình và học viên, tạo cái không khí vui tươi phấn khởi cho học viên là an tâm đón Tết ở cơ sở. Sự quan tâm và những hoạt động thiết thực của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn giúp các học viên đón một cái Tết đầm ấm, nghĩa tình, tạo động lực để họ vượt qua mọi cám dỗ của ma túy, quyết tâm làm lại cuộc đời.